chúng ta chương trình câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao hoạt động chính thức vào lúc 6:30 là chúng ta sẽ bắt đầu tập bài tập thể dục Kinh Lạc Thao. Nhưng mà chúng tôi mở phòng Zoom trước 30 phút dành cho những anh chị nào chúng ta muốn vào tập sớm, chúng ta rèn luyện thể lực. Chúng ta rèn luyện thêm những cái nhóm cơ bằng những bài tập aerobic hay là cardio. Thì nếu anh chị nào chúng ta có nhu cầu tập thêm, tăng cường thì chúng ta vào sớm hơn. Còn bình thường thì đúng giờ 6:30 chúng ta sẽ bắt đầu tập bài thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì hiện rất là vui được đồng hành và đếm tập cho các anh chị bài dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Nếu mà các anh chị chúng ta chưa thuộc động tác thì chúng ta hãy xem lại video hướng dẫn có trên YouTube. Hoặc là các anh chị có thể theo dõi lại cái video hướng dẫn này ngay sau buổi tập để chúng ta nắm động tác. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Đầu tiên chúng ta hãy đứng dậy và chúng ta cùng nhau khởi động các anh chị nhé. Chúng ta sẽ khởi động từ trên xuống, bắt đầu bằng vùng cổ. Xin mời các anh chị ạ. Rồi, bây giờ chúng ta chống hai tay ngang hông và chúng ta xoay từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Và chúng ta sẽ hai cánh tay, chúng ta quay hết cỡ ra các anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay bả vai từ sau ra trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến tập cái vùng hông các anh chị nhé. Rồi, đến vùng hông, chúng ta chống hai tay ngang hông và chúng ta xoay từ trái sang phải. Rộng ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi. Và bây giờ chúng ta dang rộng hai chân, hai đầu gối. Chúng ta sẽ xoay hai đầu gối từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ chúng ta chụm hai chân lại. Chúng ta xoay cổ chân từ trái sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy nâng cao đùi. Các anh chị cố gắng nâng cao đùi càng cao càng tốt nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Rồi, các anh chị đã nóng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào luôn bài tập thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Và các anh chị cố gắng đếm cùng với Hiển nha các anh chị nha. Chúng ta cùng nhau đếm. Và các anh chị lưu ý, khi mà chúng ta tập thì chúng ta hai chân rộng bằng vai và chúng ta hạ thấp gối xuống càng sâu càng tốt nha các anh chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta đến với động tác thứ nhất. Dưỡng sinh huyệt đại chùy. Chúng ta khép hai bàn tay lại thành một cái nắm chùy như này, ép chặt và chúng ta đưa lên cao và chúng ta dùng lực của cổ tay chúng ta gõ xuống nha. Các anh chị chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3,
4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Chúng ta vỗ tay lên không. 1 2 3 4 5 6. Rồi, động tác giữ sinh huyệt đại trì sẽ rất là tốt cho đạo đầu vai và cổ, hỗ trợ những căn bệnh như là mất ngủ hay là đau đầu chóng mặt. Bây giờ chúng ta đến động tác thứ hai, dưỡng sinh huyệt đản trung. Chúng ta cũng tạo thành cái nắm chùy giống như vậy mà đưa ra phía trước, và khi chúng ta nhún gối sau xuống, chúng ta gõ gõ vào cái huyệt gọi là huyệt đản trung. Đối với đàn ông thì chính giữa hai đầu núm vú và nhích lên một phần. Đối với phụ nữ thì mình tùy theo độ tuổi nhưng mà mình vẫn phải căn thời còn trẻ nha. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tập động tác dưỡng sinh huyệt đản trung. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Lên trên 4 5 6. Ok. Huyệt đản trung hỗ trợ chúng ta vùng phổi nha các anh chị ha. Và bây giờ chúng ta đến động tác thứ ba. Đó là dưỡng sinh huyệt thận du. Đối với huyệt thận du thì chúng ta tạo hai cái hốc, cung tay lại tạo hai cái hốc và chúng ta sẽ định huyệt thận du. Ngón tay trỏ chính giữa rốn, ngón tay trỏ còn lại là điểm đối xứng với rốn. Rồi từ hai điểm đối xứng này cắt sang hai bên. Đây các anh chị, đây là huyệt thận du nha. Và chúng ta đưa tay về phía sau và chúng ta xuống để chúng ta vỗ nha. Nó sẵn sàng. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. 1 2 3 4 5 6. Vừa rồi là động tác huyệt thận du, công tác của thận rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta tới đường đập kinh. Chúng ta cũng tạo hai góc như vậy và dây ngang. Chúng ta sẽ vỗ dọc hai bên đường cạp chỉ quần phía ngoài, từ trên hông này xuống tới mắt cá và ngược lên. Rồi, sẵn sàng nha. Chúng ta cùng nhau đếm nha các anh chị. Sẵn sàng. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Ok. 3 4 5 6. Đó là đường động kinh. Cái động tác nó giúp hồi phục cơ thể, nhất là phái nữ. Tập rất tốt là sức khỏe. Bây giờ tới động tác can kinh. Đây là động tác rất là quan trọng và rất là khó tập nên là các chúng ta để ý kỹ nha. Hai chân dang rộng hơn vai, hạ thấp trọng tâm xuống. Hai tay chúng ta đang kéo, cũng tạo ra cái nắm đấm, cái cung tay như này.
và chúng ta vỗ từ từ trong ra dọc theo đường cạp chỉ quần phía trong, đúng không ạ? Thứ năm là đùi non, thứ sáu là bẹn, thứ bảy là bàng quang, thứ tám là rốn, 2 2 3 4, được không anh chị? Rồi, sẵn sàng nha, lên cao nè, về chuẩn bị xuống nè, bắt đầu. 1 lên, 2 lên, 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Ok, đó là động tác dưỡng sinh đường can kinh, hỗ trợ cho chức năng của gan rất là tốt, thả đông cơ thể. Bây giờ chúng ta tới là tiểu trường kinh. Chúng ta úp tay xuống và đưa xéo vô trong, và chúng ta vỗ từ ngoài vô. Anh chị nha, chúng ta sẵn sàng. Từ bàn tay dọc cùi chỏ ra phía sau vai và ngược lại. Rồi, sẵn sàng nha. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 nhớ xuống sâu anh chị. 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Rồi bây giờ đổi tay. Sẵn sàng. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Đó là hỗ trợ vùng bả vai và cánh tay. Bây giờ đến được động tác tâm bào kinh. Chúng ta sẽ vỗ từ lòng bàn tay dọc phía trong này và đến vùng gần tim. Rồi, sẵn sàng. Tay cũng vung lại, ngửa ra phía trước. Sẵn sàng. Bắt đầu. 1 2 4 5 nhớ xuống sâu. 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Rồi bây giờ chúng ta đổi tay các chị nhé. Là tôi đã sẵn sàng. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 xuống sâu. 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 ơi.
Đó là động tác tâm bảo kinh hỗ trợ tốt cho tim mạch, rất là hiệu quả. Và bây giờ chúng ta đến động tác là chúng ta điều hòa hít thở nha. Bây giờ chúng ta sẽ dạng hai chân rộng hơn vai. Sau đó khi mà mình nói hít vào, các anh chị từ từ nâng lên như thế này, hít sâu vào bụng nha. Sau đó khi mình bảo thở ra, các anh chị từ từ hạ cái trọng tâm xuống. Chúng ta hạ trọng tâm xuống và chúng ta kèm là chúng ta hít, chúng ta thở nhẹ ra, thở từ từ ra các anh chị nha. Và bây giờ sẵn sàng nha. Hít vào, thở ra. Các anh chị cảm tưởng như các anh chị đang đè cái phao xuống á. Hít vào, hít sâu vào nha, thở ra, chậm thôi, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ xả cơ. Các anh chị chúng ta vỗ dọc hai bên. À, chúng ta massage. Chúng ta massage. Xả cơ anh chị. Thư giãn thả lỏng. Rồi đổ chân. Ok, bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Và bây giờ các anh chị chúng ta hãy giải lao trong vòng 3 phút. Trong lúc này chúng ta đừng có ngồi vội nha các anh chị. Chúng ta đi lại hoặc là chúng ta lấy nước bổ sung cộng với lại thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sản phẩm protein kết hợp với đa vitamin khoáng chất và các loại dinh dưỡng chúng ta bổ sung vào để cho chúng ta nạp lại cái năng lượng cung cấp cho cơ thể một ngày mới. Đây các anh chị, đây là một thói quen rất là tốt. Chúng ta vừa vận động tốt cho sức khỏe mà chúng ta vừa có gì bổ sung dinh dưỡng để cho một cơ thể khỏe mạnh. Các anh chị nhớ uống hàm lượng nước nhiều hơn chút nha. Khi mà chúng ta tập luyện thì chúng ta sẽ mất nước và chúng ta cần phải bổ sung nước vào. Rồi, các loại dinh dưỡng. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị chúng ta đã phối hợp cùng với Hiển. Và chúng ta hãy giải lao trong 2-3 phút trước khi chúng ta quay trở lại phần giải pháp về sức khỏe. Mỗi một ngày thì câu lạc bộ thể dục Kinh Lạc Thao chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra một cái vấn đề mà giúp chúng ta nâng cao sức khỏe và làm đẹp, để chúng ta cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp để hỗ trợ cho tất cả mọi người. Được không các anh chị? Rồi, chúc các anh chị chúng ta sẽ có một buổi giao lưu tọa đàm thật là thú vị. Và phần của Hiển đến đây là tạm dừng. Chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của giảng viên chị Gôn Hà Thị Kiều Anh. Cảm ơn các anh chị. Xin mời chị Oanh nha. Các anh chị nhớ hít thở và chúng ta bổ sung dinh dưỡng vào để lấy năng lượng cho một ngày hoạt động.